bao nhiêu là Nguyen gì á. Trên lầu đem xuống đi em. Có ở đâu, chỉ không có đồ cắm thôi gì ạ. Không, trước là nó hư cái hút mụn thôi. Như đi lên trên lầu kiếm cho chị cái 011 đi nha. Chị sợ lên trên lầu á. Chị sẽ phòng kế bên kìa. Lấy ra đi. Phòng kế bên chứ đâu. Thấy là từ gì đây? Ừ? Tắm. Ừ? Bảy bảy là từ gì? Ừ? Sinh năm bảy bảy là từ gì? Bạn này hả? Tự tỉnh. Bữa nay kêu anh bớt qua đi. Bữa nay kêu anh bớt qua đi. Kêu nha. Hết ba tay rồi đó, chị lấy ba tay chưa? Hỏi hết thì nó không báo gì. Tụi nó chưa báo chị à? Tụi nó chưa báo chị à? Đầu tiên đi lấy mụn đấy. Để làm gì vậy trời? Lấy mụn về chăm sóc da lại nha. Dạ em biết rồi. Tại cứ tin ở bên chị đi, bên chị sẽ chăm sóc da lại cho em. Da này mà không hết là bên chị phá sản luôn á. Đừng có lấy mụn xong rồi thôi để vậy rồi mai mốt nó cũng bị tái lại á. Giữ da chút xíu đi chịu khó. Dạ. Chứ không phải mụn này nó không hết đâu, đừng suy nghĩ là mụn này nó sẽ mãi không hết. Chăm sóc da là hết. Lần sau lấy nó sẽ không có nhiều như vậy nữa. Thì một độ mụn hiện tại lần đầu lấy cũng nhiều. Tại đó dưới xin đi dưỡng da, nhà cũng cho đây tự đi. Tại nhà sợ là xài tầm bậy đúng không? Em mang tâm lý là sợ hư da. Kiểu sợ nói tuổi dậy thì mà có nào nó cũng lên gì đó kiểu vậy. À, lúc này em mới nghĩ đi điều trị là quá muộn rồi đó. Nếu mà nói là để cho nó tự hết đó là sẽ bị sẹo rất là nhiều. Mà lúc ở dưới đâu có đi làm đâu. Thì em đi làm có lương thì em tự đi rồi. Ừ. Nói chung là bây giờ em chưa biết đâu. Sau này mai mốt mà công việc em nó có kiểu cần cái mối quan hệ, cần giao tiếp á. Dạ. Thì lúc đó da mình nó bị sẹo kìa, lúc đó em hối hận là vì sao không đi trị sớm.
Chị sớm thì nó khả năng sẹo của mình nó ít lắm. Còn mà chị muộn nó bị sơ sẹo ra rồi thì lúc đó chị sẹo nó mới mất tiền á. Dạ. Mà lúc đấy có tiền đâu có chữa được đâu. Lúc đó có tiền thì cũng quá một màng rồi, tới khả năng phục hồi của nó không bằng nữa. Bây giờ càng sớm càng tốt. Các bạn còn ai chưa lép mụn không? Còn trăm hả? Hai bạn chơi à, ba bạn nữ gây ít mụn hơn đúng không? Chị đang làm gì vậy? Bên đây em đâu có lấy ai đâu. Chưa đi qua bên đấy luôn á. Tên còn sinh viên hả? Dạ. Đi làm chưa? Nghe rồi. Giờ là sinh viên rồi là đi làm. Sinh viên mà đi làm thêm đúng không? Dạ. Yeah. Ừ, thì cũng có đi làm thêm. Ủa Trâm nằm đâu ta? Trâm ơi. Bên kia. Trâm nằm đây hả? Ở bên đây hả? Hồi mua gì thêm Trâm? Đang giảm giá 100% nha. Đang xài chung hả? Thấy xài ok không? Ừ. Ủa? Trăm đó và trăm gội đầu đó. Mạnh Khánh cho là em 100 đó hả? Ừ. Buồn đen đỡ nhận không ra không? Luôn á. Đỡ nhiều đúng không? Nhận không ra luôn mà. Hồi nãy bà vô tôi đâu nhớ bà đâu. Mình hỏi Khải cái con thông minh con hỏi đi chị làm nhớ, đi em đi nhớ chị nói thôi luôn á. Đi mấy lần rồi này chứ. Xui thôi. Chuẩn bị được lên đường. Mình kia chạy dẫn chất rồi. Ông kiểu ngủ khi thế mà.
Không, nói chung là mình để đâu xong là sau cái đầu mình nó cứ nghĩ là nó ở đấy luôn á. Đầu mình nó sẽ mặc định là cái thùng rác này ở bên đấy. Mà đúng không? Bên đây đã thấy mẹ mình chưa được ngủ kìa. Tí thì nó cũng sẽ được hưởng rồi đúng không? Phòng bên đây đi xuống ghê. Rộng rãi ha. Ai? Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi? Anh ơi, coi chị mấy giờ rồi không? Kịp mà. Mà bạn đứng sau hai người kia nữa. Kinh nghiệm vụ đâu ít thì phút chứ mấy.